Nhờ bác bảo vệ bảo, nhiều đêm trong một ánh trăng vằng vặc, ngồi đó nhìn ra phía bên ngoài, vẫn thấy 10 cô gái đang hồn nhiên đùa vui và đang kéo xe. Esgon, nhà tổ chức sự kiện hàng đầu Việt Nam. Thưa các anh chị và các bạn thân mến, để nói về người phụ nữ xưa, chúng ta cũng không cần phải nói nhiều. Chúng ta đã có những vị vua đầu tiên như là Hai Bà Trưng. Chúng ta đã có Nguyễn Thị Minh Khai, có Võ Thị Sáu và có nhiều người khác nữa ta không nói. Nhưng tôi muốn nói với quý vị một hình ảnh rất tuyệt vời của người phụ nữ xưa. Đó là 10 bông hoa bất tử. Chúng ta nói bởi vì các cô gái này mới có 18 đôi mươi. Chưa phải là một người phụ nữ đã trưởng thành. Nhưng trong lịch sử, 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc đã để lại tuổi thanh xuân nơi ngã ba bình dị ấy. 10 bông hoa bất tử này, các bạn, các anh chị có biết không ạ? Khi viết thư về cho mẹ, đó chị Võ Thị Tần đã viết thư về cho mẹ trong một nỗi khắc khoải và một sự lạc quan yêu đời. Khi họ làm công tác mở đường nối tiền tuyến Bắc Nam để vận chuyển lương thực là hậu phương vững chắc cho những trận chiến ở phía trước. Người phụ nữ xưa họ có thể là hậu phương vững chắc, nhưng theo lời hiệu triệu là giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh. Và những người phụ nữ xưa họ mang trong mình một dòng máu yêu nước đến cuồng nhiệt. Và một người phụ nữ quá lạc quan khi viết thư về cho mẹ: mẹ ơi, ở đây chúng con vui lắm, đi đánh giặc mà vui. Đêm đêm thì chúng nó đốt đèn để chúng con chơi. Có địch nào đốt đèn cho các chị chơi không ạ? À, và đánh cá cho chúng con ăn. Những trận bom B-52 đổ xuống, cá chết các chị vớt lên ăn. Nhưng ở góc nhìn lạc quan yêu đời của người phụ nữ xưa, họ vẫn mang cho mình một cái hoài bão và khát vọng. Chứ nếu mà thế này, mẹ ơi ở đây chán bỏ mẹ, con về thôi, thì không có một sự độc lập tự do của dân tộc. Đúng không anh chị? Đúng ạ. Và tôi nói về 10 cô gái Đồng Lộc đại diện cho những bông hoa bất tử, bởi vì đó là những sự trinh nguyên của người con gái sông La, là những người phụ nữ yêu đời, lạc quan và tinh thần bất diệt vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Các anh chị có bao giờ nghe đến chuyện của ngã ba Đồng Lộc chưa ạ? Có nghe chưa ạ? Nếu một lần đến với Hà Tĩnh quê tôi, hãy đến với ngã ba Đồng Lộc, thắp một nén tâm hương tưởng nhớ cho 10 cô gái đang ngã xuống cho đất nước được thanh bình. Và tôi yêu cái bài hát này, bài thơ này. Tôi muốn nói thêm một chút về 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc. Họ tuổi còn đời còn trẻ lắm các chị, 18 đôi mươi, làm công tác mở đường. Ta tưởng nhớ những người phụ nữ xưa, tinh thần bất diệt, lạc quan. Thế thì chúng ta đang nói với 10 người phụ nữ xưa khi đi qua ngã ba Đồng Lộc. Tôi cũng có hỏi và nói rằng là ở đó linh thiêng lắm. Nhiều bác bảo vệ bảo, nhiều đêm trong một ánh trăng vằng vặc, ngồi đó nhìn ra phía bên ngoài, vẫn thấy 10 cô gái đang hồn nhiên đùa vui và đang kéo xe. Tập trung quá. Ok. Thưa quý vị, nhưng ở phụ nữ hiện đại các anh chị cũng có 10 cô gái khác. 10 cô gái trong lịch sử đã tạo nên lịch sử, và 10 cô gái khác cũng tạo nên những thành tích anh hùng. Đó là gì các anh chị? Đó là những cô gái vàng của bóng đá Việt Nam. Chúng ta hãy nêu cao vai trò Việt Nam hả? Anh vừa hỏi là tại sao 11 cô bảo 10 cô đúng không? À, một cô vừa bị thẻ đỏ. Thưa quý vị, những cô gái vàng bóng đá Việt Nam 8 lần vô địch SEA Games. Bây giờ out trình rồi, đã thẳng ra ngoài thế giới đi World Cup rồi. Các ông bây giờ vẫn còn lang thang ở sân Thiên Trường, đúng không ạ? Nhưng chúng ta chưa có một sự quan tâm đúng mực với những cô gái vàng của bóng đá Việt Nam, đại diện cho tầng lớp của thế hệ Việt Nam hiện đại, đúng không anh chị? Và Hoàng Thị Linh bây giờ đã làm cho thế giới phải nhún nhào khi biết em vô tình tình đã đưa được âm nhạc Việt Nam ra toàn cầu. Tức là ở thế giới hiện đại, người phụ nữ Việt Nam đã ao trình này các anh chị, tức là đã làm được những điều vĩ đại hơn những gì mà chúng ta tưởng. Và chúng ta tuyệt đối không được xem thường vai trò và trách nhiệm của người phụ nữ hiện đại đối với xã hội, đối với đất nước và đối với gia đình luôn.
Trong chiến tranh, trong lịch sử, 10 cô bông hoa bất tử ấy đã để lại cho chúng ta biết bao khắc khoải. Nhưng tới mình, những cô gái này đang cho chúng ta một cái sự tự hào. Đúng không các anh chị? Đúng ạ. Đúng ạ. Nhưng mà các chị vẫn nhận lương 4-5 triệu để đi đá bóng, đá cả ra thế giới. Và những cái khoản thưởng của các anh lên đây hàng tỷ, hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ. Nhưng các chị thì vẫn bất khuất, vẫn làm việc hết mình. Vậy thì vai trò trách nhiệm của người phụ nữ ở Việt Nam bây giờ, người phụ nữ Việt Nam bây giờ, nó không phải như ngày xưa. Nó không phải loay quay trong xó bếp, nó không phải chỉ có giặt giũ nấu ăn. Và người phụ nữ bây giờ hiện đại hơn, thành công hơn. Và trong tất cả các cơ quan ban ngành đoàn thể, vai trò của người phụ nữ cũng bắt đầu được đưa lên rất cao. Chúng ta cũng thấy như chúng ta có một chủ tịch quốc hội, đúng không ạ? Chúng ta có rất nhiều những vị lãnh đạo cao cấp là phụ nữ. Đừng nói họ làm lớn tức là họ không có trách nhiệm với gia đình. Nói vậy là tội nghiệp cho họ đấy ạ. Họ vẫn là phụ nữ mà, dù như thế nào thì em vẫn là con của mẹ. Em vẫn là phái yếu mà. Em vẫn là liễu yếu đào tơ. Và thưa quý vị, tương truyền thì chúng ta thấy là vì sao người ta bảo là có một câu thơ đó là tôi đi tìm cái nửa của tôi, nhưng tìm mãi đến bây giờ chẳng thấy. Nửa của tôi ơi, em là ai vậy? Sao để tôi tìm hoài, tìm mãi tên em? Quý vị có biết vì sao phải đi tìm cái nửa không ạ? Vì sao người phụ nữ lại được gọi là phái yếu không ạ? Và tại sao là một nửa thế giới đàn ông, một nửa thế giới đàn bà không ạ? Quý vị có hình dung không ạ? Tôi có đọc thì người ta nói thế này này. Một câu chuyện ngụ ngôn vui thôi để giải thích cho một nửa thế giới. Là xưa kia đó, người con người nó là một lưỡng, tức là một cái thể thống nhất, không có nam không có nữ. Thế là sống vậy chán lắm, sống vậy nó chán quá. Thế mà lên thượng đế mà kiện thượng đế là con thấy chán quá, con thấy cuộc đời con mà cứ suốt ngày cái kiểu này là chán, tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn, chiều nhặt lá đá ông bơ không biết cái gì. Thì bảo thượng đế là thượng đế ơi, có cách nào làm cho con có cuộc sống thi vị ơi không? Thì thượng đế nói này, các con cứ tập trung hết lên đây. Thế là các anh chị biết không ạ? Thượng đế mới lấy dao mà chặt đôi con người ra, một nửa già nửa non, rồi mới tung các cái mảnh ghép ra trên toàn thế giới. Ông mạnh tay thì ông tung xa, và ông yếu thì ông tung gần. Và hai nửa đấy, cái nửa mạnh ấy thì trở thành người đàn ông, nửa yếu thì trở thành người phụ nữ. Và hai nửa này luôn đi tìm nhau, và tìm được đúng cái nửa của mình sẽ ráp lại với nhau, trở thành một gia đình hạnh phúc. Có những người tìm sai vẫn có thể chọn lại. Có những gia đình có thể ly hôn, cũng không phải ly hôn, nó cũng không phải vấn đề gì nó to lớn ở xã hội hiện đại. Tức là chúng ta cũng không thể mà cứ phải đóng khung và ngục tù nhau làm gì, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy thì hai cái nửa này vẫn đi tìm nhau và tìm mãi với nhau và ráp lại thành một, đó gọi là gia đình. Các chị nhá, đó gọi là gia đình. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem các slide tiếp theo thì cái nửa bên kia có phải là của mình hay không, để chúng ta có một gia đình hạnh phúc và đầm ấm hơn. Nào, một tràng pháo tay thật lớn được các chị. Đấy, cho nên người phụ nữ vẫn là phái yếu. Em có là mạnh cỡ nào thì em, vũ khí lớn nhất của đàn ông vẫn là cơ bắp, mà vũ khí lớn nhất của phụ nữ vẫn là nước mắt. Phụ nữ vẫn phải là nước mắt, vẫn phải là nhẹ nhàng, vẫn phải là yêu thương, vẫn là liễu yếu đầu tư. Cho nên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với slide tiếp theo. Thưa quý vị, người ta nói thế này quý vị này, gia đình hạnh phúc thì đến từ hai phía. Các cụ ngày xưa bảo là đàn ông thì xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nhưng nếu bây giờ chỉ một mình vợ xây tổ ấm thì tổ ấm nó cũng khó xây. Đàn ông cũng phải biết nhường nhịn, hiểu, thông cảm và sẻ chia. Còn đàn bà xây nhà, ngày xưa các ông xây nhà, bây giờ không có các chị các ông khó xây nhà lắm. Có nghĩa là công việc này là cả hai người cùng làm, hai người cùng xây nhà, hai người cùng xây tổ ấm. Các chị, nhưng dù gì thì phụ nữ vẫn là nước, là sự mềm mại, là phong thủy trong gia đình. Các anh chị nhớ cho tôi như thế. Phụ nữ vẫn là một phong thủy không thể thiếu trong gia đình. Người phụ nữ vẫn đóng một vai trò quan trọng hơn. Thì như thế nào, đúng không ạ? Phong thủy như thế nào? Chúng ta sẽ đi đầu tiên. Có một lần có một nhà báo hỏi tỷ phú Bill Gates, đây là người giàu nhất Việt Nam, thế giới, hỏi rằng là ông ơi, thế cái thành công lớn nhất của ông là gì? Ông ta nói thế này: quyết định thông minh nhất của tôi đó chính là tìm được người phụ nữ phù hợp để kết hôn đấy. Ông nói như thế, anh chị. Mặc dù ông giàu nhất thế giới, ông bây giờ có từ thiện lớn nhất thế giới, ông giàu nhất thế giới thì ông vẫn nói là thành công lớn nhất của tôi đó chính là tôi tìm được một người phụ nữ phù hợp để tôi kết hôn. Và lý giải ra câu nói đó, người phụ nữ sẽ quyết định hạnh phúc của thế hệ trước, anh chị, và vui vẻ của thế hệ này và tương lai của thế hệ sau. Người phụ nữ quan trọng lắm ấy. Thứ nhất là các ông không được coi thường phụ nữ. Thứ hai là phụ nữ cũng không được đánh giá thấp vai trò của mình. Và nếu bố bạn mà lấy nhầm vợ thì tuổi thơ của bạn là một chuỗi ngày đau khổ.
cãi nhau liên tục mỗi ngày, bất đồng quan điểm. Vợ chồng con đau khổ lắm. Khi vợ chồng mà cãi nhau con tổn thương lắm anh chị. Tôi cũng đã sống trong một cái lúc như thế. Tôi thấy tổn thương lắm. Các chị ạ. Tiếp, nếu bạn mà lấy nhầm vợ thì cả cuộc đời của bạn sống trong đau khổ. Nếu con của bạn mà lấy nhầm vợ thì tuổi già của bạn sẽ sống trong khổ đau. Do vậy là chọn vợ là rất quan trọng. Lấy được người phụ nữ tốt thì thịnh vượng ba đời, mà lấy một người phụ nữ không tốt thì phải lụi bại đến sáu đời. Đây là đúc kết của những tỷ phú, những chuyên gia. Cho nên thôi một lần nữa vỗ tay cho các chị em phụ nữ ở đây, chuẩn bị chuyển sang những người phụ nữ tốt này, đúng không ạ? Nếu cái gì chúng ta chưa ấy thì chúng ta sẽ học hỏi, chúng ta phát triển thêm, đúng không ạ? Ok. Người đàn ông trí tuệ á, thì họ nên để cho người phụ nữ chọn đời của mình luôn trau dồi và bồi dưỡng lên, không nhốt vợ mình trong xó bếp. Còn người phụ nữ trí tuệ á, thì luôn coi học tập trưởng thành là bài tập, bài học cả đời. Nhiều người phụ nữ bảo thôi thế được rồi, ông lo hết, em thế thôi. Cũng không phải đâu ạ. Nhá, ta cố gắng, ta trau dồi, ta rèn luyện, và nên có những cái buổi nói chuyện chuyên đề như thế này. Chắc chắn nó sẽ truyền cảm hứng nhiều cho các anh chị. Xin cảm ơn quý vị đã luôn yêu thương Phan Quốc Thắng, và mời quý vị đăng ký kênh để ủng hộ Thắng trên chặng đường sắp tới nhé. Yêu thương quý vị rất nhiều.